của Tiếp Thị Gia Đình. Mình là diễn viên Trương Nhi. Hôm nay Trương Nhi đang ở một quán cà phê rất là dễ thương. Và chúng tôi bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng make up và trở về đây để thực hiện bộ ảnh. Và Trương Nhi hôm nay rất là hạnh phúc khi được là người mẫu cho bộ sưu tập màu đỏ. Thì các bạn cũng biết rồi đó, màu đỏ là màu của hạnh phúc, màu của rực rỡ và màu của niềm vui.